Hello, xin chào tất cả mọi người lại đến với kênh của Latch Radio nha Thì hôm nay chúng ta sẽ nghe tiếp tục đến tập 38 của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên Của tác giả vong ngữ, nguồn bạch ngọc sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông, dòng đọc thị của Latch Radio Thì à, mọi người xem thấy hay á, thì có thể ủng hộ cho Lát bằng cách like, share rồi bình luận ở dưới mỗi video Còn nếu như bạn nào có ủng hộ nhiều hơn á, thì có thể ủng hộ thông qua các hình thức như là ví Momo, Paypal hoặc địa chỉ ngân hàng Lát có dán tất cả dưới mô tả video nha rồi chúc mọi người nghe chuyện vui vẻ <laughs> thân mọi hóa, hóa thân không, không đúng đúng hàng lập thầm kêu lên trong lòng hắn mặc dù hơi hoảng nhưng mà phản ứng của hắn cũng không chậm chút nào bảy điểm bạch quang bỗng sáng rực rỡ ngay chỗ ngực bụng của hắn một cánh tay to lớn đột nhiên xuất hiện trùng trùng điệp điệp đập tới cái bóng người thứ hai một tiếng <laughs> vang lên bốn người kia bị cái luồng mang lực đập trúng, lập tức bị bắn ngược trở lại. Vào lúc này thì đột nhiên Hàng Lập cảm thấy mắt lạnh ở sau gáy, khó khăn lắm mới nghiêng đầu được một chút. Tức thì chỗ giữa cổ và cái bả vai của hắn đã bị một lưỡi đau sắc bén khác chém trúng. Một tiếng xoẹt vang lên, mấy miếng kim lần giữa gáy và bả vai của Hàng Lập bị nứt vỡ, máu bắn tung tóe. Toàn bộ cơ thể của hắn bị một luồng cự lực ảnh hưởng đẩy tới phía trước. Nhưng chỉ trong tích tắc thôi, hắn vừa mới miễn cưỡng xoay chuyển thân hình một chút, thì lập tức không biết từ lúc nào ở phía sau lại xuất hiện thêm một tên thanh niên áo đen. Từ thân hình cho đến khí tức đều giống hai tên kia như đúc. Hàng lập có chút rùng mình, thân thể ở giữa không trung lộn về sau hơn trăm trượng rồi ổn định lại. Hai mắt của hàng lập lóe làm lập lòe lam quang, thúc giục minh thanh linh nhãn. Ngay lúc đó mấy thanh phi kiếm màu trắng cũng bay đến bên cạnh của hắn, mối lượng tung hoành thành một cái lưới kiếm dày, cái lưới kiếm dày đặc bao phủ toàn bộ thân thể của hắn vào trong, Ba tên thanh niên áo đen thấy thế thì nhếch miệng cười khẩy, sắc mặt hiện lên vẻ châm biếm. Đột nhiên thân hình ba tên này đồng loạt trở nên mờ ảo, rồi từ ba hướng khác nhau lao đến chỗ của Hàn Lập. Mặt ngoài của trường đao màu đen lượn lờ phù văn, khiến cho hư không ở xung quanh bắt đầu vặn vẹo, làm màn trong mắt của Hàn Lập tỏa ra rực rỡ. Ánh mắt của hắn nhanh chóng quan sát quỷ tích của ba cái bóng đang không ngừng lướt giữa không trung. Thậm chí cả thần thái cử chỉ của ba tên này cũng như là thanh trường đao màu đen trong tay của chúng vậy nhưng dường như tất cả đều là tồn tại chân thật. Đây là nắm giữ pháp tắc tốc độ rồi làm thành thuộc phân thân sao? Hàng lập chợt hiểu ra vấn đề, nhưng lông mày của hắn lại càng nhíu lại. Một tiếng pon sắc nhọn vang lên, một cây phi kiếm màu trắng bị công kích mạnh khiến cho bay chậm lại. Một ánh đao tranh thủ lúc lưới kiếm chưa kịp bổ sung chỗ khe hở lập tức xuyên qua, đâm thẳng vào sau tim của Hàng Lập. Hàng Lập xoay người đánh ra một quyền, vừa kịp đánh trúng cái ánh đao kia ngay sau đó một hồi âm thanh lách cách hỗn loạn hắn liếc qua thì thấy một tên nam tử áo đen cầm trường đao đang không ngừng di chuyển lấp loáng xung quanh mình lúc chém lúc bổ không ngừng tìm cách hóa giải cái lưỡi kiếm phòng ngự của hắn sau khi hàng lập thi triển minh thanh linh nhãn mặc dù hắn có thể nhìn kịp hành động của đối phương nhưng mà đến khi điều khiển chính thanh phi kiếm thì lại bị chậm hơn một nhịp lưỡi kiếm rất nhanh bị hóa giải thành những mảnh nhỏ lộn xộn đồng thời hai tên phân thân còn lại thì liên tục công kích quấy rối tìm mọi cơ hội ra đòn chí mạng. Chỉ sau một lát, thân thể của Hàng Lập đã bị hơn 10 vết thương lộ ra da thịt đỏ thắm. May mà thân thể của hắn vốn rất mạnh mẽ, cộng với việc tu thành chân cực chi khu thực sự khác xa bình thường. Phần thân do phương bàn biến thành có nhiều lần chém trúng hắn, nhưng không thể nào tạo thành vết thương chí mạng được. Nhưng hắn cũng biết không thể kéo dài quá lâu cái tình hình này được, bởi vì lão giả cẩm bào bố trí trận pháp đã đến giai đoạn cuối cùng rồi. Thanh âm vang lên hư không trong phạm vi mấy trăm dặm xung quanh hàng lập bỗng nhiên chấn động từ đó sáng lên một mảng quang mang màu vàng đất nó lan tỏa ra khiến cho gió mạnh cuồng xa khắp đất trời không khỏi chậm lại giống như bị một lực lượng vô hình nào đó giam cầm lại hàng lập thấy như thế thì không chút chần chờ liền bấm niệm pháp quyết giữa không trung lập tức vang lên tiếng nổ mãnh liệt vô số hộ quang điện màu bạc từ cơ thể của hắn bắn ra lập tức hình thành một trận pháp lôi quang lập lòe ánh sáng bạc xung quanh hắn. Một luồng điện lớn giống như con rắn bạc bao phủ hắn lại. Lão giả cẩm bào thầm than không ổn, ngón tay lập tức điểm một cái lên trận bàn trong tay. Ánh sáng màu vàng ở trong đó trở nên mãnh liệt, rồi một luồng lực lượng áp bức cường đại hơn với khí thế phô thiên cái địa tràn ra. Hàng Lâm cảm thấy thân thể trì trệ, động tác thúc giục lôi trận cũng chậm một chút. Phương Bàn không bỏ qua cơ hội này, trong mắt ba tên phân thân sáng vẻ rực rỡ độc ác lập tức lao đến từ ba hướng. Ba thanh đao màu đen phun muối liên tục đến hoa cả mắt, rồi hợp lại thành một chém xuống một đường. Hàng lập âm thầm nghiến răng, thúc giục huyết mạch lôi bằng đến cực hạn. Giữa không trung bỗng lóe lên ánh sáng bạc chói mắt, tất cả lôi mang cùng thân ảnh của hàng lập đồng thời biến mất, không thấy gì nữa. Cùng lúc đó một mảng ánh sáng màu vàng đất to lớn giống như là núi rừng gào thét từ bốn phương tám hướng quét đến. Những cái ánh đau kia cũng giống như gió táp mưa rào, ào ào rơi xuống, điên cuồng chém nát bốn phía chỗ vị trí của hàng lập vừa đứng. Hình thành một vòi rồng tối ôm, phá tàn ánh sáng bạc chưa tiêu tán hết thành từng mảnh. Ngay sau đó, ba tên phân thân ở giữa không trung hợp lại thành một. Phương bàn cầm đao đứng lơ lửng ở chỗ hàng lập biến mất, sắc mặt có chút âm tình bất định. Lão giả cẩm bào thấy như vậy, cũng dừng thi triển pháp thuật, bay đến bên cạnh y, thở gấp một hai cái rồi mới mở miệng nói. Trong không khí còn lưu lại không ít mùi máu tươi Vừa đổi vì không muốn lôi trận bị đánh trúng Nên hắn đã cứng rắn chịu một kích hợp lực của ngươi và phân thân Chắc chắn ăn không ít thiệt thù đâu Hơn 300 năm trước Hắn không những không chết Mà hiện tại lại tu thành huyền tiên nữa Một kích vừa đổi sợ rằng khó làm cho hắn bị trọng thương rồi Làm phiền phong huynh lại tìm kiếm tung tích của hắn một lần nữa vậy Lần này nhất định không thể để cho hắn trốn thoát được Sau khi trầm ngâm một lát Thì phương bàn chậm rãi nói Lão giả cảm bạo im lặng khẽ gật đầu gã bấm tay khởi động pháp quyết. Tại một cái cồn cát cách đó hơn 10 vạn dặm, đột nhiên trên không trung vang lên một tiếng sét đánh kinh thiên động địa. Một luồng điện màu bạc to như cái vạt nước từ trên cao đánh xuống, bên trong chớp động điện mang, một thân hình từ bên trong chật vật bay ra, rơi trên mặt đất. Chính là hàng lập chạy trốn tới đây. Hắn vừa rơi xuống đất thì liền thả cho thần thức quét qua phạm vi mấy vạn dặm xung quanh một lượt. Sau khi không phát hiện điểm gì bất thường, hắn mới lật tay lấy ra hai viên đan dược nuốt vào nhắm mắt điều tức một lát sau khí tức của hắn dần dần ổn định lại nhưng sắc mặt vẫn như cũ hết sức khó coi hắn không cố chút manh mối gì về thân phận của hai tên vừa rồi cả nhưng thấy ý định giết người của chúng quá lớn thì trong lòng của hắn cũng suy đoán ra được một chút rồi thứ nhất có thể giống như lúc ở linh hoàng giới hai tên này biết được hắn bị thập phương lâu truy nã nên vì giải thưởng mà tìm hắn thứ hai có khả năng vô cùng lớn lại liên quan đến việc hắn bị mất đi ký ức của 300 năm. Nhưng mà hắn vẫn không nghĩ ra tại sao hắn sử dụng cái mặt nạ của vô thường minh để thay đổi dung mạo mà đối phương vẫn có thể nhận ra được. Cho dù có một khả năng lớn như thế, nhưng hiện tại hắn cũng không có cách nào để kiểm chứng được. Hai tên đó không chỉ có tu vi cảnh giới cao hơn hắn một bậc, mà thủ đoạn thì là cực kỳ cổ quái. Một tên thì biết pháp tắc tốc độ, tên còn lại thì am hiểu trận pháp cấm chế. Nếu bây giờ lấy cứng đối cứng không phải là một biện pháp sáng suốt, Hắn không ngừng suy nghĩ, đột nhiên đứng dậy, lấy ra một tấm địa đồ của đại lục Hoang Lang. Sau khi nhanh chóng xem xét thì hắn thu hồi cái tấm địa đồ lại, sau khi phân biệt phương hướng, hắn hóa thành một đạo động quang bắn nhanh như chớp, trong nháy mắt liền biến mất nơi chân trời. Nửa ngày sau, tại một sơn mạch nhấp nhô trùng điệp, một tiếng xé gió sắc nhọn vang lên giữa không trung. Hàng lập được bao phủ trong ánh sáng xanh với vẻ mặt ngưng trọng, hạ xuống khu rừng phía dưới dãy núi. Sau khi đáp xuống, hắn lập tức khoanh chân ngồi xuống, vừa lấy đan dược ra uống, vừa thả ra thần thức, rồi liền nhắm mắt điều tức. Sau thời gian một nén nhang, hai mắt của hắn bỗng nhiên mở ra, hiện lên vẻ kinh ngạc. Nhìn như vậy mà đã đuổi tới rồi sao? Hắn tự lẩm bẩm, lập tức đứng dậy. Hắn cảm giác ở gần phạm vi bao phủ của thần thức bỗng xuất hiện hai luồng khí tức cường đại, với một tốc độ nhanh đến choáng váng, đang điên cuồng bay đến chỗ của hắn. Hàng lập không nói hai lời, lam quan quanh thân lập tức mãnh liệt một tiếng nổ đùng vang lên thương ảnh lập tức phóng cực nhanh rồi biến mất trên không sau hai ngày lúc sáng sớm giữa không trung trên một cánh rừng nguyên thủy bao la bát ngát bỗng nhiên xuất hiện một luồng ánh sáng xanh mờ ảo từ bên trong một bóng người to lớn phóng ra rồi bị mất thăng bằng mà rơi xuống cái rừng rậm một tiếng ầm ầm thật lớn vang lên một cái đại thụ khổng lồ đường kính khoảng năm người có thể ôm xuể bị bóng người này lao trúng lập tức nước gãy âm âm vô số mảnh vụn chặt cây bắn ra tung tóe trong rừng rậm tiếng động lớn khiến cho chim bay thú chạy tán loạn bụi bay mù mịt bốn người va phải cái cây đại thụ đang ngồi dậy từ trong vô số mảnh vụn cây lấy tay lâu cái sương sớm đã thấm ướt trên mặt chính là hàng lập lúc này dung mạo của hắn đã biến đổi một lần nữa thoạt nhìn giống như một gã trung niên đứng đắn ở chỗ sâu thẳm như cái giếng cổ trong đôi mắt hắn lóe lên quang mang sáng người nhưng khó có thể che được khí tức mệt mỏi hai ngày nay hắn không ngừng động quan chạy trốn tiên linh lực ở trên người gần như đã cạn rồi nhưng vẫn không thể cắt đuôi được hai cái tên đang đuổi theo xem ra tên thanh niên áo đen cùng lão giả cẩm bào này quyết tâm đưa hắn vào chỗ chết xem ra chạy trốn vậy cũng không phải là biện pháp rồi ít nhất phải nghĩ ra cách tìm hiểu xem bọn chúng rốt cuộc là người phương nào sau khi lật tay lấy ra mấy viên đan dược uống vào hàng lập trầm ngâm lẩm bẩm nghĩ đến đây hắn liền nhắm mắt tĩnh tâm điều tức mục tiêu là phải khôi phục tiên linh lực càng nhiều càng tốt. Qua một khoảng thời gian uống cạn chén trà, một lần nữa hắn mở mắt ra, thần thức của hắn lại một lần nữa cảm giác được bên trong đã có một luồng linh lực cường đại. Nhưng mà lúc này hắn không xúc ruột rời khỏi, mà chậm rãi đứng dậy, bay lên trên rừng rậm, lặng lẽ đứng giữa không trung, nhìn về phía chân trời xa. Xa xa cuối chân trời, một luồng ánh sáng xanh nhanh chóng bắn đến, tốc độ cực kỳ kinh người. Chỉ mấy hơi thở sau, đã đến cái tháng gần ngàn trượng, bên trong ánh sáng xanh thanh niên áo đen cầm trường đao ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn còn lúc này thì chẳng thấy lão giả cẩm bào đâu cả các hạ không thiết một số tiền lớn trao thưởng cho lệnh truy nã tại hở thập phương lâu tột cùng là có mục đích gì vậy lúc này hàng lập nhìn thấy sắc ý lạnh thấu xương trong mắt của đối phương thì biết hình dáng đã không thể giấu giếm được nên quát hỏi phương bằng nghe thấy như vậy thì có chút ngẩn người ra nhưng không có ý định trả lời thân thể của y bỗng nhiên trở nên mờ ảo hóa thành mấy cái bóng như trước đây ở giữa không trung. Hàng lập thấy như vậy thì tinh mang trong mắt lóe lên, lập tức vật chuyển huyết mạch chân lên ở trong cơ thể. Hàng lập gầm nhẹ một tiếng, toàn thân phát ra một mảng kim quang chói mắt. Bên trong kim quang, thân thể của hàng lập nhanh chóng phình to. Làn da bắt đầu xuất hiện từng mảng lông màu vàng, trong nháy mắt hóa thành kim mau cự viên cao hơn mấy trượng. Cùng lúc đó, thân hình của phương bàn cũng hóa thành ba phân thân giống nhau như đúc, tạo thành thế tam giác bay thẳng đến cự viên. Ba thanh trường kiếm màu đen liên tiếp chớp động tỏa ra hắc quang, chúng liên kết chằng chịt lại với nhau ở giữa không trung, thành một cái võng đao màu đen rậm rạp chụp xuống cự viên do hàng lập biến thành. Tiếng xé gió chợt vang lên, xuất hiện một cái khe hở nhỏ. Kim mau cự viên ngẩng đầu rống một tiếng thật dài, sau đó hai tay múa mây điên cuồng. Trong hư không xung quanh tiếng vù vù vang lên, một luồng mang lực mênh mông cuồn cuộn tràn ra hơn một nửa võng đạo màu đen không chịu nổi mang lực kỳ lạ quét qua liền nổ tung tán loạn trong phạm vi mà quyền kình bao phủ không khí đều trở nên hết sức nặng nề ba phân thân do phương bàn biến thành cũng lập tức lóe lên đồng thời thu lại trường đau thân hình trở nên mơ hồ biến mất không thấy gì sau một khắc sau lưng kim mau cự viên bỗng lóe lên thanh quang ba phân thân của phương bàn cầm trường đau màu đen đồng thời xuất hiện vùng đau chém tới hàng lập ba luồng đạo quang lạnh thấu xương lập tức chém tới trong chớp mắt chúng hợp lại làm một hóa thành đao quang lượng lợi hắc quang khiến cho không gian xung quanh mơ hồ vặn vẹo một tiếng xé gió chối tài vàng lên bởi vì tốc độ đao quang quá nhanh cho nên khi mau cự viên có muốn né tránh cũng không kịp hắn chỉ kịp thúc giục một tầng quang mang mờ ảo tiếng kim loại va chạm với nhau đao quang màu đen hung hăng chém lên cái sống lưng của cự viên đao quang lập tức vỡ vụn một vầng mặt trời hai màu vàng đen bùng nổ tại chỗ chém xuống một luồng khí tức kinh người quét sạch mọi thứ điên cuồng lan ra không khí ông ông chấn động thân hình của kim mau cự viên lập tức bay lên phía trước quang mang mờ ảo bị xé rách lông vàng sau lưng cự viên bị rách toạc thành một vết thương khá lớn khiến cho người ta phải giật mình miệng vết thương tuy không sâu nhưng máu tươi chảy ra linh láng nhuộm đỏ cả đám lông màu vàng sau khi bị lực lượng phản chấn của hắc đau thân thể phương bàng cũng không tự chủ được bị bắn ra xa hơn trăm trượng thì y mới hóa giải được cái luồng lực lượng này mà đứng lại ở giữa không trung. Y liếc nhìn cự viên đang ở trên mặt đất cách đó không xa, sắc mặt có chút khó coi. Hiển nhiên y không ngờ được hóa thân cự viên của hàng lập có lực lượng thân thể mạnh như vậy, có thể trực tiếp chịu được một đau của y. Lúc này nội tâm của phương bàn có chút giật mình, thì nội tâm của hàng lập có chút bình tĩnh lại. May mà lúc nãy kịp thời biến thân, nếu không thì với một kích vừa rồi chỉ sợ e rằng sẽ chịu thiệt thòi không ít rồi nhưng mà đáng mừng nhất chính là hắn đã sớm có chuẩn bị, cũng không phải là không có cách nào đối phó pháp tắc tốc độ của Phương Bằng. Hắn đang cân nhắc, đột nhiên thân hình của Phương bàn thoáng một cái, lại hóa thành ba phân thân xông tới. Lần này phân thân thứ ba lại một lần nữa huyển hóa, trong chớp mắt giữa không trung xuất hiện hơn 10 cái huyển ảnh khó phân biệt thật giả. Mấy ngàn đạo quang màu đen phát ra, chém về phía cự viên. Kim màu cự viên không để ý đến vết thương trên lưng nữa, hai tay đột nhiên có chút mờ ảo nắm thành hai cái nắm đấm cực lớn điên cuồng đánh ra trong chốc lát tiếng quyền phong ầm ầm vô số quyền ảnh màu trắng hiện ra quét sạch mọi thứ khắp bốn phương tám hướng luôn lực lượng cuồng bạo bùng nổ khiến cho hư không phía trước nhấp nháy liên tục hình thành từng luồng sóng khí cuồng bạo quét sạch mọi thứ xung quanh Huyện ảnh đông đúc dày đặc do phường bàn huyễn hóa lập tức bị vô số sóng khí mãnh liệt tràn qua hơn phần nữa huyễn ảnh lập tức tán loạn biến mất chỉ còn lại ba phân thân dựa vào cái màn sáng để bảo vệ thân thể ngăn cản sóng khí không đợi cho kim mau cự viên thi triển thủ đoạn kế tiếp ba phân thân của phương bàn đột nhiên mỉm cười quỷ quyệt sau đó trở nên mờ ảo rồi biến mất không thấy gì kim mau cự viên thấy như vậy trong lòng nao nao như nghĩ tới điều gì đó trên mặt đất một luồng ánh sáng màu vàng bỗng xuất hiện dưới chân của hắn từng luồng hào quang màu vàng giống như những sợi dây thường chằng chịt từ khắp mặt đất uốn lượn như linh xà ngôi lên. Sau khi vặn vẹo một hồi, chúng trói chặt tứ chi cùng thân thể cự viên. Từ bên trong hào quang tỏa ra một luồng khí tức pháp tắc hùng hậu. Liền sau đó, một cái dù khổng lồ màu vàng, to khoảng trăm trượng lật ngược hiện lên trên mặt đất. Những cái hào quang màu vàng giống như dây thường kia, thình linh liền chui vào bên trong cây dù. Cự viên bị trói chặt như nêm, phản phất giống như tay cầm của cây dù lớn. Kim Mao cự viên giật mình hét lớn một tiếng. Kim quang trên thân tỏa ra rực rỡ, cơ bắp trên người điên cuồng phồng lên như vật sống, dựng đứng tất cả lông mau, hắn ra sức dãy dụa. Hắn không ngờ những cái hào quang màu vàng nhìn rất bình thường vậy mà chắc chắn đến mức đáng sợ. Hắn dùng lực lượng cường đại có thể dời núi lấp biển vẫn không thể thoát ra. Một tiếng phần phật, cái dù khổng lồ màu vàng đột nhiên gặp lại, bao lấy kim mau cự viên ở vào bên trong. Ngay sau đó, phía trên hư không chỗ cây dù khổng lồ có chút chấn động, hiện ra thân ảnh của lão giả cẩm bào, gã cười rồi nói. <cười> Mới để cho giống của ta trói lại, thì cho dù ngươi có ba đầu sáu tay cũng đừng mơ tưởng có thể thoát ra. <laughs> Làm tốt lắm. Thân hình phương bàn lóe lên một cái rồi xuất hiện bên cạnh cây dù khổng lồ. Cánh tay của y vung lên, trong miệng bắt đầu lẩm nhẩm. Vèo một tiếng, một sợi xiềng xích đen kịch hiện ra giữa không trung, bên ngoài lóe lên hắc quang, mơ hồ còn có chút sương mù màu, màu đen đang lượn lờ. Một luồng chấn động pháp tắc đặc thù truyền ra từ sợi xích. Trái tim của Kim Mao Cự Viên ở bên trong cây dù khổng lồ đập thình thịch. Hắn rất quen thuộc với khí tức của sợi xích này, chính là khí tức của sợi xích đã giam cầm nguyên anh của hắn hơn 300 năm, khiến cho hắn phải chịu nhiều đau khổ, cách nguyên pháp liên. Thì ra, kẻ phong ấn nguyên anh của ta năm đó hóa ra chính là ngươi. Từ bên trong cây dù màu vàng vang lên tiếng cự viên gào thét rung trời. <laughs> xem ra cuối cùng ngươi cũng đã biết được rồi ha năm đó vì không chế cái tên tiểu tử nhà ngươi khiến cho ba người chúng ta tốn không ít công sức đó tưởng rằng cái bí mật kia đã theo ngươi tan thành mây khối rồi không ngờ là ngươi vẫn còn sống đó phương bàng không có nói gì chỉ có lão giả cẩm bào đáp lại kim mau cự viên nghe như vậy kim quan trên người lại một lần nữa phóng ra rực rỡ dãy dụ kịch liệt để thoát khỏi cây dù ngoan ngoãn nằm im cho ta lão giả cẩm bào cười lạnh giơ tay vỗ xuống hư không. Bên ngoài cây dù khổng lồ màu vàng lập tức bùng nổ một luồng ánh sáng màu vàng chói mắt. Vô số phù văn thi nhau xuất hiện, bao phủ lấy cây dù khổng lồ, xoay tròn một hồi khiến cho cây dù khổng lồ thu nhỏ lại, rồi khép chặt thêm vài phần. Cùng lúc đó, phương bàn đang niệm chú ngữ cũng dừng lại. Hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Hắc quang bên ngoài sợi xích màu đen nhanh chóng sáng lên, xung quanh sợi xích bắt đầu xuất hiện vô số phù văn màu đen, nhanh chóng phóng to, một không gian chấn động chậm chậm xuất hiện ở trên cái sợi xích. Ngay lúc phương bàn sắp hoàn tất quá trình thi triển pháp thuật, thì một tiếng vang thật lớn từ trong cây dù khổng lồ truyền ra. Một chuyện không thể ngờ đột nhiên xuất hiện. Cây dù khổng lồ màu vàng lúc đầu hơi phồng lên, bỗng nhiên từ bên trong phóng ra ánh sáng đủ màu ngập trời, rồi hào quang màu vàng của cây dù theo đó cũng càng lúc càng sáng hơn. Lão già cảm bào giật mình, muốn thi triển pháp thuật thúc giục cái gì đó, nhưng vừa mới há miệng ra thì phốc một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên trắng bệch. Sau một khắc, một tiếng oanh vang lên thật lớn. Cây dù màu vàng khổng lồ bị mở bung ra từ bên trong, linh quang bên ngoài cây dù ảm đạm. Một bóng người màu vàng thoát ra, dần dần phình to ra đến hơn trăm trượng. Chính là kim mau cự viên mọc ra ba đầu sáu tay. Những hào quang màu vàng quấn quanh người hắn lúc này đã sớm nứt gãy, không thấy bóng dáng. Ngay sau đó, sáu tay của cự viên đồng thời nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Vô số điện quang màu bạc chói mắt hiện ra, bao phủ quanh người của hắn tạo thành một cái trận pháp lôi điện to lớn. Mọi chuyện xảy ra nếu diễn tả thì hơi dài dòng, nhưng thực tế thì chỉ diễn ra trong một nhịp thở. Đừng có mong trốn thoát được! Phương bàn trận trừng mắt, điên cuồng hét lên. Y há miệng phun ra tinh huyết, dung nhập vào trong xiên xích màu đen trước người. Sợi xiên xích phát ra hắc quang sáng người, đột nhiên phình to lên gấp mấy lần hóa thành hư ảnh rồi biến mất một khắc sau bỗng nhiên nó xuất hiện trước mặt cự viên phần phật một tiếng liền xuyên qua ngực bụng của hắn đồng thời lôi quang chói mắt từ bên trong trận pháp lôi điện phóng ra ngút trời bao phủ lấy thân hình cự viên vào bên trong biến mất không thấy gì nữa sợi xích vô hụt vào hư không phương bằng nhìn những cái điện mang màu bạc còn sót lại giữa không trung đang chậm rãi tiêu tán sắc mặt trở nên âm trầm bất định hít sâu một hơi y chậm rãi khôi phục lại thần sắc phất tay thu hồi lại cái sợi xích màu đen về không ngờ cái tên này còn có cái loại thần thông này nữa có thể cưỡng ép thoát khỏi lực lượng pháp tắc của địa võng tán lão giả cẩm bào bay tới sắc mặt có chút khó coi trầm giọng nói thần thông tốt vẫn là thứ yếu quan trọng nhất là trận pháp lôi điện của hắn nếu như không có cách nào phá giải để cho hắn tiếp tục trốn thoát như vậy thì chúng ta không có khả năng giết chết hắn được rồi phong huynh à ngươi am hiểu trận pháp cấm chế có thể có biện pháp nào không vậy phương bàn lật tay thu hồi cái sợi xích màu đen chậm rãi nói lâu điện trận pháp này ta đã nhìn qua hai lần rồi đối với nguyên lý hoạt động cũng hiểu rõ được đôi chút đó nó là sự kết hợp giữa không gian lực và lâu điện lực nha nếu muốn phá giải thì cũng không có khó khăn gì nhưng mà cần phải chuẩn bị phù lục đặc biệt lần này chúng ta đi hơi vội nên lão giả cảm bào chừng chừ một chút rồi nói ra chẳng lẽ không còn phương pháp nào khác sao nếu chúng ta có thể lấy được cái bí mật trên người hắn Thì bình cảnh chay khốn chúng ta bao nhiêu năm nay Cũng không thành vấn đề rồi Phương bà nghe như vậy Hình như có thâm ý chậm rãi nói ra Chuyện này Cũng không phải là hoàn toàn không có cách Lúc trước ta từng tu luyện ra một cái bí thuật Tên là huyết nhiên tức Cần phải thiêu đốt tên huyết và nguyên khí của bản thân Mới có thể sử dụng được Khi thi triển cái bí thuật này Thì trong một phạm vi nhất định Có thể chặn được linh lực lưu động Khiến cho trận pháp không thể hoạt động được chắc nó có thể phá giải được cái lâu trận của hàng lập á lão giả cẩm bào suy nghĩ một chút rồi nói tốt đợi một lát nữa chúng ta đuổi theo hắn Người liền thi triển cái bí thuật này phá vỡ lâu trận của hắn phương bàn nghe vậy hai mắt sáng rỡ ừ, nhưng mà thi triển cái thuật này tiêu hao khí huyết rất là lớn nếu khí huyết của ta bị hao hụt nghiêm trọng á e là không cách nào giúp người đối phó với hàng lập được đâu đó lão giả cẩm bào có chút chần chờ nói ra Yên tâm đi, chỉ cần ngươi giúp ta phá giải cái lôi trận của hắn là được rồi, những chuyện còn lại cứ để cho ta lo. Phương Bàn cười rồi nói, nói xong y vung cánh tay lên, một cổ hào quang bọc hai người lại, hóa thành một đạo quang ảnh phóng vô cùng nhanh về phía xa, rồi lóe lên biến mất ở phía chân trời. Giữa không trung cách đó hơn trăm vạn dặm, tại một sơn mạch tuyết phủ trắng quanh năm, xuất hiện vô số lôi điện luân chuyển, tạo thành một trận pháp đang chậm rãi xoay tròn tia sáng màu bạc chớp động một bóng người to lớn xuất hiện ở bên trong trận pháp nhìn kỹ là một con kim mau cự viên ba đầu sáu tay cùng với lôi điện màu bạc đang không ngừng tiêu tán cự viên vừa mới xuất hiện cũng nhanh chóng thu nhỏ trở về hình dạng con người hắn lật tay lấy ra một viên đan dược nuốt vào sau đó liền phân biệt phương hướng không nghĩ ngơi chút nào hóa thành một luồng độn quang màu xanh vận dụng toàn bộ sức lực bay về một hướng xa xa loại truyền tống cự ly xa này tiêu hao lôi điện lực của lôi bằng không ít Hiện tại hắn không thể nào xác định được phương pháp truy tìm của bọn người phương bàn có bị giới hạn về khoảng cách hay là không. Nếu gặp phải tình huống sử dụng hết lôi điện lực bên trong cơ thể mà bọn người phương bàn đuổi đến kịp nữa thì cuối cùng ngay cả đường lui cũng không còn. Nhưng mà hắn còn chưa kịp bay được bao xa thì liên cảm thấy tinh huyết bên trong cơ thể đột nhiên chấn động. Hóa ra là hai người phương bàn lại sử dụng chiêu cũ để dò tìm vị trí của hắn. Hàng Lập không chút nghĩ ngợi lập tức thay đổi phương hướng điên cuồng chạy trốn. Trong khi phi độn, hắn vừa dùng toàn lực luyện hóa đang dựt bên trong cơ thể, vừa dùng thần thức kiểm tra thân thể từng chút một, hắn muốn tìm ra được chỗ bị hạ ấn ký trên thân thể. Nhưng mà cho dù hắn có dò xét bằng cách nào đi chăng nữa, cũng không thể tìm ra được chút dấu vết nào. Hàng lập dùng toàn lực chạy trốn rất nhanh, nhưng mà tốc độ độn quang của phương bàn lại quá nhanh. Chỉ hơn nửa ngày sau, hắn vẫn bị hai tên kia dần dần đuổi kịp. Lần này hàng lập không có chút ý định nào giao đấu cùng hai tên đó cả. Lúc đối phương vừa xuất hiện trong tầm mắt, một khắc sau, ngân quang đã bao phủ xung quanh thân thể hắn. Vô số tia chớp màu bạc luân chuyển hiện ra, đang muốn hình thành một cái trận pháp lôi điện một lần nữa. Cách đó mấy trăm dặm, phương bàn hừ lạnh một tiếng, thét vang như sấm. Hê, <laughs> điện hồng! Y còn chưa dứt lời, thanh quang trên bàn tay rực rỡ hơn. Bên trong xuất hiện vô số phù văn màu xanh. Y vỗ vào người lão giả cảm bảo ở bên cạnh, một quần sáng màu xanh lập tức xuất hiện trên người của lão giả cẩm bào bên trong có vô số phù văn đang chuyển động thân hình lão giả đột nhiên biến mất sau đó đột nhiên xuất hiện ở một chỗ cách hàng lập không xa lúc này trận pháp lôi điện chỉ còn một chút xíu nữa là hoàn thành lôi điện màu bạc xung quanh đã ngưng tụ lại cùng một chỗ tạo thành pháp trận không ngừng tuôn ra tia sáng màu bạc sắp sửa bao phủ thân thể của hàng lập cùng lúc đó trên người lão giả cẩm bào đột nhiên hiện ra vô số hỏa diễm màu đỏ toàn thân gã lập tức hóa thành một vần mặt trời màu đỏ huyết quang chói mắt lan ra bao phủ lấy phạm vi vài dặm xung quanh trận pháp lôi điện của hàng lập cũng bị huyết quang này bao phủ liền tiêu tán giống như băng tuyết gặp phải lửa cái gì sắc mặt của hàng lập đột biến vào thời điểm này trong tầm mắt của hàng lập đột nhiên xuất hiện một luồng đao quang sáng chói từ một nơi rất xa nhưng trong chốc lát liền đã phóng đến trước mặt rồi đao quang giống như một tia chớp sáng chói với tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nhằm thẳng vào tim hắn mà đâm tới đồng tử trong mắt của hàng lập lập tức co lại như là lỗ kim thanh quang bao phủ toàn thân phóng ra mạnh mẽ hắn lách ngang qua một bên để né tránh quyết quang chợt hiện ra thân hình của hàng lập xuất hiện cách đó hơn 10 trượng trên cánh tay có một vết thương rất lớn lộ ra cả xương cốt bên trong máu tươi liên tục chảy ra sắc mặt của hắn trở nên khó coi không thèm xử lý vết thương toàn thân lập tức phóng ra kim quang mãnh liệt, biến thành sơn nhạc cự viên. Bên ngoài làn da hiện ra vô số lân phiến màu vàng phủ kín thân thể. Thân hình của Phương Bàn vừa rồi không biết ẩn nấp ở chỗ nào, bỗng xuất hiện phía sau đau quang, phất tay bắt lấy trường đao sáng như tuyết. Gã không nói hai lời, thân hình vụt sang trái rồi sang phải. Bốn tên giống như Phương Bàn như đúc hiện ra ở hai bên trái phải, mỗi tên đều cầm một thanh trường đao sáng chói với tốc độ nhanh như chớp đồng loạt lao thẳng đến hàng lập cả năm thanh trường đao trong tay chúng tỏa ra năm luồng đau quang sáng lóa năm phần thân của phương bàn đột nhiên hợp lại năm luồng đau quang sáng chói dung nhập với nhau thành một thể hóa thành một đau ảnh sương mù đau ảnh này với tốc độ nhanh gấp mấy lần lướt đi tạo thành từng tầng đau ảnh chồng chất lên nhau nhằm thẳng trái tim của kim mau cự viên mà đâm không gian xung quanh vào lúc này bỗng nhiên trở nên cực kỳ chậm chạp chỉ còn lại đau quang giống như mộng ảo đao quang như mộng ảo đâm vào cơ thể của kim mau cự viên xuyên thẳng ra phía sau lưng tuy nhiên không trúng tim mà bị lệch sang một chút kim mau cự viên phun ra một ngụm máu tươi trong mắt hắn hiện lên vẻ khiếp sợ sau đó giơ tay lên hung hăng đập một chưởng lên ngực pang thân thể cự viên bị bắn lùi về sau trong miệng lại phun ra một ngụm máu tươi nữa hóa thành một luồng huyết quang dung nhập vào trong thân thể của hắn Làn da toàn thân hắn đột nhiên biến thành màu đỏ tươi trước ngực và sau lưng hắn đồng thời hiện lên một phù văn màu đỏ máu to lớn tản mát ra huyết quang vô cùng chói mắt thân thể cự viên đột nhiên nổ tung hóa thành một luồng huyết quang quay cuồng rồi bắn về phía trước lập tức thoát khỏi phạm vi bao phủ của huyết quang do lão giả cẩm bào thi triển pháp thuật vô số điện quang màu bạc từ bên trong huyết quang bắn ra rồi lập tức ngưng tụ thành trận pháp lôi điện điện quang lóe lên chói mắt huyết quang bên trong trận pháp biến mất không thấy tung tích lão giả cẩm bào trợn mắt há hốc mồm cả phương bàn và hàng lập đều hành động nhanh như chớp khiến cho gã chưa kịp phản ứng thì bóng dáng của hàng lập đã biến mất tại chỗ năm phần thân của phương bàn lại nhập vào làm một y nhìn chỗ hàng lập vừa mới biến mất sắc mặt trở nên tái mét lão giả cẩm bào tụng niệm chú ngữ ngọn lửa màu máu trên người lập tức tắt liệm sắc mặt của lão tái nhợt vội vàng lấy ra một viên đan dược nuốt vào đáng chết thì chứ lại để cho hắn chạy thoát nữa rồi Phương Bàn giận dữ nói, sắc mặt có chút nôn nóng. Hàng Lập đã biết được lão giả họ Phong sẽ thi triển bí thuật huyết nhiên tức, dĩ nhiên sẽ đề cao cảnh giác. Nếu bọn chúng muốn sử dụng bí thuật này một lần nữa để phá vỡ trận pháp lôi điện chứ sợ là không được. Không thể ngờ được là cái tên Hàng Lập này lại giáo hoạt như vậy đó. Chúng ta nên làm gì nữa bây giờ? Lão giả cẩm bào bay tới, sắc mặt vẫn còn hơi tái. Đuổi theo hắn trước rồi nói sao vậy? Phương bàng thoáng trầm mặt một chút liền nói, y phất tay bắn ra một luồng thanh quang bao phủ hai người lại cách đó trong vạn dặm trận pháp lôi điện bỗng nhiên xuất hiện sau đó lại tiêu tán huyết quang lóe lên thân hình của hàng lập lão đảo loạn choạng ngã xuống sắc mặt trắng bệch như tờ giấy bên ngược trái cách trái tim hắn ba phân một vết thương hở cả xương thịt từ bên trong vẫn còn đang chảy máu hắn nhìn vết thương ngay ngực nghĩ đến mà vẫn còn sợ nếu như lúc nãy hắn không lách người né tránh trong tích tác thôi thì tim của hắn đã bị đâm thủng nát bấy như tương rồi Nghĩ đến một đau như mộng như ảo vừa rồi, hắn hơi hiếp hai mắt lại. Rõ ràng là lúc trước phong bàn còn ẩn giấu thực lực. Tranh thủ lúc hắn không kịp đề phòng mà ra tay, xém chút nữa là hắn đã gặp nạn rồi. Nhưng mà dựa vào tình huống lúc nãy, nếu đối phương muốn thi triển cái xiềng xích quỷ dị kia, thì cần một khoảng thời gian nhất định đi thi pháp. Hàng lập suy nghĩ như thế, sau đó lật tay, lấy ra một cái phù lục màu xanh lá, dán lên vết thương. Phù lục phát ra một luồng lực lượng nhu hòa, thẩm thấu vào trong vết thương, máu tươi lập tức ngừng chảy, miệng vết thương cũng nhanh chóng khép lại. Hắn tiếp tục lấy ra một viên quy nguyên đan nuốt vào, thanh quang trên người tỏa ra, hóa thành một luồng đụng quang bay đi, đồng thời vận công luyện hóa đan dược. Không ngoài dự đoán, hơn nửa ngày sau, bọn phương bàn lê đuổi tới lần nữa. Dựa vào công hiệu của quy nguyên đan, thương tích trên người của hàng lập đã hồi phục được bảy tám phần. Lần này hắn đã rút kinh nghiệm rồi, chỉ cần phương bàn cùng lão giả cảm bào đến gần phạm vi mà thần thức của hắn có thể cảm ứng được, liền sẽ lập tức thi triển trận pháp lôi điện truyền tống đi. Phương Bàng rất là phẫn nộ, còn trong lòng cũng trở nên nặng nề. Nếu như không có cơ hội tiến gần đến hàng lập á, thì mặc dù còn khá nhiều thủ đoạn thì y cũng không cách nào thi triển được. Chuyện đã đến nước này, tự nhiên y cũng không thể buông tha được. Mấy ngày sau, trên không trung tại một khu rừng rậm tối thui, một luồng độn quang màu xanh lướt qua, nhanh chóng bay về một nơi ở phía xa xa. Bầu trời trên không trung mây đen chồng chất thật dày thỉnh thoảng có từng luồng tia chớp to lớn đánh xuống từ xa nhìn lại giống như sấm chớp bình thường bên trong động quang sắc mặt của hạng lập ngưng trọng vừa né tránh lôi điện vừa bay nhanh về phía trước cách bìa rừng đang bị sấm chớp mười mấy vạn dặm hai bóng người lóe lên rồi xuất hiện chính là phương bàn cùng lão giả cẩm bào mắt thấy khu rừng trước mặt bị lôi điện phủ đầy lông mày của hai người cũng nhíu lại nhưng không hề trùng bước mà lập tức bay vào nửa tháng sau trên không trung tại một sơn mạch đỏ thẫm một luồng độn quang nhanh như chớp bay nhanh về phía trước. Khắp nơi dưới sương mạch đỏ thẫm đều đang bị lửa thiêu đốt không ngừng, khối đen bốc lên cuồn cuộn che khuất cả bầu trời. Đụng quang màu xanh liên tiếp né tránh khối đen cùng với lửa mạnh bay nhanh về phía trước. Mấy chục vạn dặm phía sau, sắc mặt của Phương Bàn cùng lão giả cẩm bào hơi khó coi đang không ngừng đuổi theo. Hai bên một đuổi một trốn, trong nháy mắt đã hơn một tháng trôi qua. Trên không trung tại một khu vực đầm lầy khổng lồ, vô số hồ quang điện màu bạc hiện ra, lập tức ngưng tụ thành một trận pháp lôi điện. Một tiếng sét nổ vang, thân hình của hàng Lập xuất hiện ở trung tâm trận pháp. Hai hàng lông mày của hắn đang nhíu chặt lại, liên tục bị truy đuổi gần hai tháng, mặc dù sử dụng không ít đan dược để bổ sung, nhưng lôi bằng lực ở bên trong cơ thể hắn vẫn tiêu hao nhanh chóng. Hắn đã cố tình giới hạn số lần sử dụng, nhưng mà vẫn không thể khôi phục được một nửa so với lúc đầu. Mỗi lần sử dụng trận pháp lôi điện để truyền tống, thì khoảng cách cũng trở nên càng lúc càng ngắn. Đợt truyền tống vừa rồi cũng chưa được 50 vạn dặm. Hai người phương bàn ở đằng sau dĩ nhiên đã cũng phát hiện ra điều này, càng đuổi theo gấp hơn. Sắc mặt của Hàng Lập có chút âm trầm. Tiếp tục bị động như vậy không thoát được, thì sớm muộn gì cũng bị đối phương làm cho thể xác và tinh thần trở nên vô cùng mệt mỏi. Có điều dựa theo quan sát và phán đoán của hắn trong suốt thời gian qua, hình như người thi pháp dò tìm vị trí của hắn không phải là phương bàn, mà chính là lão giả cẩm bào bên cạnh y lão già kia không những có thể dò tìm ra vị trí của mình, lại còn có thể thi pháp thuộc hóa giải trận pháp lôi điện. Đã thế còn có hậu thiên pháp khí có thể vây khốn người khác nữa. Chính là một mối họa lớn, nhất định phải tiêu diệt. Trong đầu của Hàng Lập nhanh chóng suy nghĩ, bỗng nhiên hắn nhíu mày lại, hóa thành một luồng động quang bay theo một hướng khác. Một lát sau, phía trước truyền đến một tiếng sóng vỗ bờ. Phía trước xuất hiện một hải vực khổng lồ, nước biển hơi có màu đỏ thẫm phát ra một mùi rỉ sét gắt mũi hắn nhìn qua nước biển cuồn cuộn phía dưới suy nghĩ một chút, sau đó liền tiếp tục bay sâu vào bên trong hải vực. Một lát sau, hắn dừng lại gần một đảo nhỏ màu đỏ thẫm rộng hơn 10 dặm. Chính là chỗ này. Hàng lập thì thào lẩm bẩm, hắn hít một hơi thật sâu, bỗng nhiên giơ hai tay lên, mấy chục luồng linh quang màu lam đồng loạt nhanh chóng bắn ra khắp bốn phương tám hướng, liên tiếp bay xuống dưới đáy biển không thấy bóng. Những linh quang màu lam từ trong tay của Hàng Lập bay ra tứ tán chính là hơn 10 cái trận kỳ trận bàn lớn cỡ vải tức. Sau một khắc, từng vân sáng màu lam từ bốn phía trong biển tuôn ra, rồi nhập lại thành từng trận pháp phù văn huyền ảo. Mỗi trận pháp lớn nhỏ không đều, xoay tròn một hồi. Mười ngón tay của Hàng Lập bắn ra các tia sáng màu xanh, mỏng như sợi tóc, không ngừng chui vào những pháp trận phù văn kia, khiến cho chúng đang vào nhau, dung hợp một lần nữa nhập lại rồi biến mất. Sau trọn vẹn gần nửa canh giờ, khi tất cả trận pháp phù văn vừa nãy hiện lên đều đã biến mất hắn không nói hai lời liền thúc giục pháp quyết vô số hồ quang điện màu bạc hiện ra bên ngoài thân của hắn rồi ngưng tụ thành một trận pháp lôi điện điện quang lóe lên thân ảnh của hàng lập biến mất sau một khắc hắn đã xuất hiện ở ngoài hai ba mươi vạn dặm nhưng vẫn ở phía trên chỗ hải vực đỏ thẫm này ở giữa không trung cách nơi này không biết bao nhiêu vạn dặm phương bàn cùng lão giả cẩm bào được bao phủ trong một chùm sáng màu xanh bay nhanh như điện đến phía trước Lão giả cẩm bào thì một tay cầm cái la bàn màu vàng, tay kia thì bấm đốt, miệng lẩm nhẩm. Qua mỗi một đoạn thời gian, lão ta sẽ lại thi triển bí thuật cảm ứng để nắm giữ vị trí của hàng lập. Ta tiểu tử đó lại truyền tống một lần nữa rồi. Sau một lúc lâu, lão giả cẩm bào khẽ kêu một tiếng. Hướng nào vậy? Phương bàn không ngừng lại, khẽ câu mày hỏi. Hướng đông bắc, nhưng khoảng cách truyền tống lần này ngắn hơn, chỉ còn có hơn 20 dạng dặm thôi. Lão giả cẩm bào suy nghĩ một chút rồi nói Tốt, xem ra hắn không kiên trì được bao lâu nữa đâu Phương bằng nghe vậy thì vui vẻ Lập tức thay đổi phương hướng Phi động tới phía đông bắc Lúc này chỉ sau hai kênh giờ Bọn chúng liền phát hiện ra thân ảnh của Hàng Lập ở xa xa Sắc mặt của Hàng Lập trắng bệt Có chút bối rối nhìn về phía sau Cánh tay lại vung lên Vô số hồ quang điện màu bạc hiện ra Ngưng tụ thành một cái trận pháp lôi điện Một tiếng sét đánh vang lớn Hắn một lần nữa trường tống đi lần này khoảng cách truyền tống ngắn hơn, chưa tới 20 vạn dặm. Phương bạn vui mừng hơn, y lấy ra một viên đan dược nuốt vào, khôi phục tiên linh lực đã tiêu hao không ít kia. Ánh sáng màu xanh quanh người của y tỏa ra rực rỡ rồi bắn đi nhanh hơn. Sau hơn một canh giờ, Phương Bàng lại bắt kịp hàng lập thêm một lần nữa. Sắc mặt của hàng lập lại bối rối, tốc độ phi độn tăng lên cao nhất, nhưng mà so với tốc độ của Phương Bàng thì vẫn chênh lệch khá lớn. Khoảng cách giữa hai bên nhanh chóng rút ngắn lại, trong nháy mắt chỉ còn ngàn dặm. Hàng lập vùng cánh tay lên, trên thân của hắn một lần nữa hiện ra điện quang màu bạc phát ra tiếng nổ đùng đùng. Sắc mặt của phương bàn trầm xuống, dù hàng lập có liên tục dễ dụa thì cuối cùng cũng trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của y. Nhưng đã đuổi gần hai tháng rồi, y hầu như đã mất hết kiên nhẫn, không muốn tiếp tục dây dưa nữa. Kim chị huynh, nhanh lên! Phương bàn khẽ quát một tiếng, ánh sáng màu xanh trong tay tỏa sáng, vô số phù văn màu xanh vần quanh, vỗ vào trên thân của lão giả họ phong một quần sáng màu xanh lại hiện ra thân hình của lão giả lóe lên rồi biến mất sau một khắc lão ta xuất hiện ở ngoài ngàn dặm gần chỗ của hàng lập bên ngoài thân lão ta đã sớm hiện ra vô số ngọn lửa màu đỏ hừng hực thiêu đốt hào quang màu máu đột nhiên tỏa ra chói mắt bao phủ phạm vi hơn 10 dặm trong nháy mắt mà lúc này hàng lập còn chưa thi triển ra lôi trận nên chắc chắn không cách nào truyền tống đi được phương bàn thấy như vậy một tay nắm chặt hư không một ánh đao sáng trắng như tuyết xuất hiện quanh người của y dày đặc ánh sáng màu xanh vô số phù văn màu xanh cũng hiện ra khiến cho tốc độ một lần nữa lại nhanh hơn gấp bội trong nháy mắt y vượt qua khoảng cách ngàn dặm ánh đao trong tay sáng rực vào thời khắc này điện quang màu bạc ở trên thân của hàng lập ở bên trong huyết quang càng tăng lên cuồn cuộn một hồi rồi hóa thành một con lôi bằng màu bạc to hơn 10 trượng trên thân của nó có từng cái vòng hồ quang điện màu bạc to lớn quấn quanh rung động liên hồi lôi bằng giang hai cánh ra một vệt điện quang màu bạc hiện ra Thân ảnh nó biến mất rồi xuất hiện tại hư không ngoài ngàn dặm phía trước hư vậy không còn thú kia phương bàn hừ lạnh một tiếng thân hình của y nhón một cái xuất hiện bên cạnh phong khiêm chi phước tay bọc lấy lão ta ánh sáng màu xanh quanh người y chấn động một cái bao trùm hai tên rồi lập tức hóa thành một thanh ảnh mơ hồ đuổi theo lôi bằng trong nháy mắt chúng đã bay qua ngàn dặm xuất hiện ở sau lưng lôi bằng lôi bằng vỗ mạnh hai cái cánh trên thân hồ quan điện màu bạc lưu chuyển lần nữa thi chớp thoát ra ngoài ngàn dặm nhưng mà huyển ảnh màu xanh do bọn phương bàn biến thành như dồi trong xương tốc độ của chúng cũng vô cùng mau lẹ lập tức đuổi theo sát đằng sau trên thân của lôi bằng chợt hiện lên thi chớp màu bạc liên tục thi triển lôi động thuật mỗi một lần như vậy đều khó khăn lắm mới có thể duy trì được khoảng cách với hai tên kia vì vậy trong khoảng thời gian ngắn phương bàn vẫn chưa thể đuổi theo kịp một thi chớp màu bạc cùng với một huyễn ảnh màu xanh biến ảo lao nhanh như ánh chớp trên mặt biển, truy đuổi nhau. Huyễn ảnh màu xanh vẫn sáng ngời như lúc ban đầu, nhưng mà hồ quan điện trên thân của lôi bằng phát ra càng lúc càng ảm đạm. Điện quan màu bạc lóe lên, lôi bằng xuất hiện ở gần một hòn đảo đỏ thẫm. Hồ quan điện màu bạc trên thân nó đã cực kỳ ảm đạm rồi, dường như không thể thi triển lôi động thuật được nữa. Thân hình của nó hóa thành một đạo lôi quan màu bạc bay tới phía xa. Mặc dù tốc độ lôi quang nhanh nhưng so với lôi độn thuộc thì chậm hơn quá nhiều thanh ảnh lóe lên bọn phương bàn như bóng với hình đuổi theo tới nhìn thấy thế thì rất vui mừng lập tức bám sát theo để một chút đã phong khiêm chi nhìn hải vực phía trước lông mày lão ta chợt nhíu lại một cái nhưng mà lão ta còn chưa kịp nói dứt lời thì trong mắt phương bàn tràn đầy vẻ khao khát có thể chạm đến lôi bằng phía trước nên lập tức ánh sáng màu xanh quanh thân y sáng ngời tốc độ lại nhanh hơn y mang theo lão già xuất hiện ở chỗ hơn trăm trượng sau lưng của lôi bằng ánh đào trong tay của y rung rung tỏa ra từng tầng lớp lớp đau ảnh định chém tới đúng vào cái thời khắc này thì y thấy hoa mắt cảnh sát xung quanh thay đổi thương ảnh lôi bằng phía trước đã biến mất vô tung bản thân của y đã ở trong một không gian màu lam vừa mới vào trong cái không gian màu lam này phương bàn lập tức cảm thấy dưới thân truyền đến một lực hấp dẫn kéo xuống giống như bị cái vòng xoáy hút vào lực hấp dẫn mạnh mẽ kia không thể nào dứt ra được rồi lại như sóng lớn vỗ bờ liên miên không dứt làm cho tốc độ di chuyển của y cũng chậm lại vài phần. Thân hình của y khẽ động, thân ảnh bỗng nhiên hư ảo, hóa thành một tàn ảnh sương mù, phóng cực nhanh tới phía trước. Chỉ nghe một tiếng bang vang lên, trong hư không bên ngoài ngàn trượng đột nhiên nhộn nhạo lên một hồi rung động kỳ dị. Một vết ngăn màu thủy lam hiện ra giữa không trung, thân ảnh phương bàn đâm sầm vào, liền lộ ra chân thân. Y không nói hai lời, nhấc một tay lên, lập tức trong tay xuất hiện trường đao màu đen bổ thẳng về phía trước một ánh đao màu đen vô cùng lớn bỗng nhiên hiện ra chém lên trên cái bức vách tiếng ầm ầm rất lớn vang lên phía trên bức vách màu lam sáng lóng lánh bỗng tách một tiếng nứt ra một khe hở hẹp dài phương bàn thấy như vậy thì khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh lại dựng cái đao lên định chém tiếp một đao nữa nhằm phá vỡ hoàn toàn nhưng mà phía trước bức vách có ánh sáng màu lam lưu chuyển trong nháy mắt lại khôi phục nguyên trạng lúc này phong khiêm chi cũng đã tới bay đến bên cạnh của y câu mày nói đây là một loại trận pháp cấm chế thủy thuộc tính đẳng cấp cao, có thể điều động thủy chi lực tràn đẩy trong phạm vi dạng dặm hải vực ở xung quanh để không ngừng bổ sung phần tiêu hao của cái trận pháp này. Do đó từ trước đến nay có danh xưng là dùng cứng khó phá, nên là khó mà chỉ bằng từ chỗ lực một có thể đơn giản bài trừ được. Đó. Tên này so với 300 năm trước càng thêm khó chơi hơn rồi. Sắc mặt của Phương Bàn lạnh lẽo, nghiến răng nghiến lợi nói. Nhưng ta thấy lâu điện lực ở trong cơ thể hắn tiêu hao gần như khô kiệt rồi, chỉ sợ thật sự cũng không cách nào bỏ trốn Nên mới bày ra cái khốn trận bực này Nhằm kéo dài thời gian chúng ta truy kích thôi Đợi ta phá cái trận này ra Không bao lâu lại có thể tiếp tục đuổi theo hắn rồi Phong Khiêm Chi mở miệng nói Ừ Vậy làm phiền Khiêm Chi Huynh rồi Phương bàng gật đầu nói Phương Khiêm Chi phi thân lên Đi vào vị trí ở giữa không gian màu lam Đặt hai tay ở trước người bấm pháp quyết Miệng của lão ta cũng vang lên tiếng ngâm tụng vòng quanh khuôn mặt của lão ta đột nhiên lóe lên ánh sáng màu đỏ từ ngọn lửa màu đỏ máu bắt đầu bốc cháy lên nhưng vào lúc này phía trên đỉnh đầu của lão lại đột nhiên rung động điện quang màu bạc xoẹt từ bên ngoài trận thương ảnh của hàng lập bỗng nhiên tập kích tới lúc trước hoàn toàn chính xác là lôi điện lực của hắn bị tiêu hao cực lớn nhưng cũng không có đến mức như là dầu hết đèn tắt sở dĩ hắn biểu hiện dáng vẻ lôi điện không tốt trên thực tế hoàn toàn là để dụ dỗ bọn phương bàn mà thôi chỉ thấy một tay của hắn bấm niệm pháp quyết rồi bỗng nhiên ấn xuống phía dưới chân thủy đai trong tay kia lập tức lay động điên cuồng miệng túi tỏa ra hào quang màu đen mãnh liệt vô số trọng thủy màu đen ầm ầm tuôn ra như là sông lớn vỡ đê rồi bỗng nhiên hóa thành một con trọng thủy giao long toàn thân đen kịch nhào tới phía lão giả cẩm bào trọng thủy giao long nặng như tòa núi thân thể uốn lượn lao đi nhanh làm cho hư không xung quanh ông ông tác hưởng toàn bộ hư không đều bị trọng lực đột nhiên xuất hiện đè ép xuống làm cho chấn động không thôi vầng mặt trời bọc quanh thân của lão giả đỏ như máu lão ta tiến hành bí thuật hơi thở đốt máu đã đến thời khắc máu chốt rồi một khi bị cắt ngang chẳng những lãng phí tinh huyết một cách vô ích kiếm củi ba năm thiêu một giờ mà còn phải chịu bí thuật cắn trả gặp trọng thương lão ta vội vàng lấy tâm thần liên hệ gọi ra một cái bảo giáp cũ kỹ màu xanh đen che chắn ở trước thân thể đồng thời nói to với phương bằng phương lão đại giúp ta lời còn chưa dứt thì thân ảnh của thanh niên áo đen bỗng nhiên hư hóa một phân thân đã vung tay lên một thanh trường đao màu đen đột nhiên chém ra ngoài lại có hai nhân ảnh khác nhón một cái chợt hiện ra kéo lê từng và thư ảnh đứt quãng ở giữa không trung cấp tóc lướt đến phía hàng lập hàng lập như không nhìn thấy công kích của phương bằng tay mạnh mẽ thúc dục pháp quyết điều khiển trọng thủy giao long tăng tốc lao thẳng tới phong khiêm chi lúc trước luyện chế trọng thủy văn lôi cần tiến hành khống chế bất đồng về độ tinh thuần của trọng thủy mà số lượng dòng suối trọng thủy cần khống chế lớn gần như nửa cái hồ. Nên hắn cần tiên linh lực sung túc hơn và phải toàn bộ tinh thần quán chú. Thân thể trọng thủy giao long đen thui xông lên lao xuống, va chạm với thanh trường đao màu đen của phân thân phương bàn đi trước, chỉ phát ra một tiếng phốc trầm đục, liền nuốt sống cái đao ảnh. Sau một khắc, đầu của giao long ngẩng cao lên, thoáng một cái xông vào cái tên phong khiêm chi, Lúc này từ trong cơ thể của lão ta đang tuôn ra mặt trời màu đỏ như máu. Chỉ nghe một tiếng âm vang rất to. Thân thể của lão giả như bị núi cao đập vào, thân hình rơi thẳng xuống, huyết quang toàn thân lão ta bỗng nhiên tán loạn. Bảo giáp cũ kỹ trên thân tỏa sáng hào quang, vô số phù văn xanh đen ở trên áo giáp sáng lên, rồi bỗng nhiên như bạo phủ lê hoa bắn về phía thủy long. Một hồi âm thanh liên tục nổ ra phía dưới, thân thể trọng thủy giao long ở bên trong phù văn xanh đen lượn lờ âm ầm tán loạn giữa không trung hàng lập thấy như vậy thì khóe miệng lại nhếch lên tỏ ra vui vẻ tuy nhiên thân hình của hắn không phóng vọt về phía trước dù khó khăn lắm mới tránh được đuổi giết của phân thân phương bằng mà lôi quang quanh thân lóe lên đột nhiên hắn lao vọt trở lại phía sau phương bằng thấy như vậy trong lòng chợt cảm thấy không ổn ba đạo thân ảnh lại đồng thời lóe lên ánh sáng màu xanh lao tới phía biên giới không gian màu lam chỉ thấy thân thể trọng thủy giao lông ở bên trong vừa rồi bị phá vỡ đột nhiên không hề dấu hiệu mà hiện ra hai mươi khỏa cầu màu đen lớn chừng nắm đấm lơ lửng giữa không trung nhìn chúng không thấy chút linh lực chấn động nào ở bên trong cả mà lúc này giao lông biến thành trọng thủy đầy trời rồi tức thì hóa thành một luồng nước lũ bay tới chỗ của hàng lập chui vào trong cơ thể của hắn không thấy bóng dáng lúc này phía trên những quả cầu đột nhiên sáng lên từng đường phân màu bạc rồi từng sợi tia điện cực kỳ nhỏ từ bên trong đột nhiên thấp thoáng hiện ra. Rồi sau đó, hết tập 38. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Last Radio.